Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái deck Titan Kill mà có xài lá Lyric này. Thì thường lá Lyric này dùng để cho combo Exodia anh em. Nhưng mà mình thì không thích Exodia bởi vì nó rất là đơn giản là bài thôi. Mình sẽ làm cái khác mà anh em sẽ thấy khá là hay hơn ha. Rồi anh em có thể coi replay ở phía sau cái đoạn này. Và anh em có thể coi lại combo demo ở cuối clip nha. Thì lúc nào mình làm clip thì mình cũng có combo demo ở cuối clip hết á nha anh em. Có gì anh em có thể coi lại, theo dõi lại nếu anh em nào chưa rõ ha. Và anh em có comment gì ở dưới clip á thì anh em có hỏi gì cứ comment ở bên dưới ha. Nếu mình biết thì mình sẽ trả lời ha. Rồi, chúc anh thành công, bye bye anh em nha. Sẽ quay cho anh em một cái clip về Titan Kill ha. Nói chung mình sẽ quay lại demo phía trước thôi. Thì trước mình đã combo cho anh em xem coi replay à. Thì hiện tại thì mình có Biri nhưng mà mình sẽ không xài Biri ha. Tại vì có lá này rồi. Thì xài cũng được, mà không xài cũng được, mà bài khá là xấu. Ok, mình sẽ kích hoạt nó này. Ok, mình sẽ lấy chiếc game ha. Thôi, lấy cái này đi. Cái này đi. Lấy bài 100 ha. Ok, mình sẽ lấy bài bớt 100. Sau đó mình lại kích tiếp ha. Vào cái này. Xong mình lúc bài tiếp. Quéo eo quào rồi. Bài bị rớt cho nè. Bài khá là xui đấy. Nói chung mình cần từng lấy cái này mình kèn ven rồi anh em nhé. Cái này kèn ven cũng được, không tệ lắm nha. Ok, một bài tiếp. Ok, bamboo shot lên tiếp. Ok, lại bamboo shot lên tiếp. Ok, bắt đầu khá là ngon đây. Bài thôi thì đá này nó sẽ trừ điểm gốc lá một kẹp mình có trên tay này, ở đây 2 4 6 6 kẹp thì mình sẽ bị trừ 6 hình góc ấy nhé, cái hình góc thôi mình tiếp luôn
trừ 6.000 thì con này nó trừ thêm 1.000 thêm con nó là đủ rồi ha. Mình đang muốn góp mình giảm xuống nè. Ok mình sẽ bỏ nó này xuống xong rồi đấy. Ok 5.000 rồi, còn 2.000. Mình sẽ kích thêm một cái chiếc game nữa là xong không? Ok đây mình sẽ kích lá này. Mình bỏ lá này vào, cái này vào, cái này vào để úp lên. Wow được Biri nữa thì xui dữ ta, hai Biri này khá là toan đấy. Ồ ba Biri luôn thì già. Ba Biri thì không thể xài nữa. Chết chứ. Ok double summon rồi mình sẽ rút tiếp. Ok, ở đây mình sẽ kích tiếp lá này. Nói chung là mình kích chích từng game nên là mình có thể hạ bên kia rồi. Hả? Okay. Tại vì mình sẽ giảm đi bóp mình xuống 1.000 là đủ. Ok, thì như vậy là đủ, đủ đi. Bóp vô rồi đây. Ở đây mình có thể bóp lá này xuống hoặc là để trên tay thì được hết á. Yeah. À, không, phải bóp lá này xuống chứ. Bóp lá này xuống trước thì nó là trên tay, có thể phải đây tay là mình giết, còn cái này nó phải giết tiêu nha. Nếu mà mình sẽ kích cái này ha. Thì đây mình sẽ chọn spell. Ok lúc này khi mình đổi à, mình đổi với nó thì mình sẽ kích hoạt cái này thì nó sẽ cho đổi thêm 1.400 nữa và đủ chết ạ. Ok rồi à, chơi này cho mấy ba anh em nha. Nói chung đất này chắc ít người chơi.